từ từ nói ba. Thôi con, để từ từ ba giải quyết. Anh đi về đi. Quỳ. Quỳ xuống. Tại sao phải quỳ chứ? Quỳ xuống cho tao. Ba, thôi, có gì? Chị làm gì vậy? Chị quá đáng quá nha. Nè, cái gì vậy? Thằng Luân lần nào? Tại sao tôi biết được? Thằng Luân lần nào? Khán giả thôi mà, làm sao tôi... Nói nghe coi, có chuyện gì mà mày qua đây mà nhậu rồi mày cứ lầm lì lì hoài à? Nhớ vợ em quá, vợ bỏ qua đây nó ở rồi, em nhà con mình rồi. Mà em làm gì mà để vợ em bỏ qua đây? Em nhà em hiền khô đâu có dám làm gì vợ em đâu. Cái gen á, cái gen con gái trong nhà này á, hổn không à. Anh nói thiệt mày, anh về đây nè, anh cũng cực thân lắm. Nhà là nhà của anh, rồi tự nhiên nguyên một bên gia đình vợ kéo về ở, rồi chia phòng giống như là vô ở khách sạn vậy đó. Rồi tiền điện, tiền nước, tất cả các loại tiền là anh bỏ ra hết. Nhưng mà anh còn được cái là nhà anh có đứng tên, em hiểu không? Mình làm cái gì á, mình cũng phải thể hiện cái bản năng của thằng đàn ông mình. Em không thể chiều vợ em được, cứ vợ bỏ đi em cứ năn nỉ kiểu này hoài, muốn leo lên đầu em á. Ngay cả ông già vợ của anh cũng phải vô đây ở, phải nể anh một phần. Tuy là anh là cái thân phận làm rể, nhưng mà ông già vợ anh là anh muốn cái gì đó cũng phải cùng thực hiện cho anh. Em đừng có dễ quá. Cái gọi là cái gen trong nhà này, mấy đứa con gái toàn là mấy đứa hổn không. Chào ba. Làm gì bày ra nhậu vậy? Nó buồn ba ơi. Mới nói gì á? Dạ con mới nói là chồng của con Ngà nó buồn. Dạ con buồn. Trước đó, trước đó là con hỏi nó buồn chuyện gì. Mày bớt xạo đi. Cái gì tiền bạc nhà này lo hết rồi, kéo nguyên bên qua con toàn hổn. Ông già phải nể một phần. Ba nghe hết luôn hả? Tao qua đây đâu phải là tao muốn, cũng tại tụi bay làm ăn bê bối. Còn cái thằng mập này, bữa nay mày qua đây chi rồi mày nói vợ mày sao? Giờ con nó qua đây nó ở mấy ngày rồi, bây giờ con năn nỉ qua con rước vợ con về mà nó không chịu về, giờ con cũng biết sao nữa. Nó nói là nó đòi ly thân với mày đó. Con có làm gì đâu. Nó nói là mày đối xử nó sao đó. Vậy là lỗi do em. Em đối xử làm sao vợ em mới đi, đã cái thân mày đã xấu rồi. Tao không hiểu làm sao mà lấy được con vợ đẹp vậy mà mày cư xử tệ quá. Em có tư xử gì đâu, bây giờ vợ em nó về nhà nó muốn gì em làm đó. Nó mệt mỏi là em đấm bóp cho nó. Nó muốn uống cái gì em cũng đi ra ngoài, em đi qua mấy cái shop tiện lợi em mua cho nó hết á. Vậy là con ba. Thậm chí hả, người ta giao đồ ăn đến tận nhà luôn rồi. Người lấy dẫn lại em nè. Chị mày lấy mày trả tiền chị bình thường, có gì đâu mà mày than phiền. Cái gì vậy? Nãy giờ nó nói chuyện với con là nó nghẹn nghẹn rồi. Con nói thiệt á, con Ngà nó cũng quá đáng lắm ba ơi. Ba thấy nó ở nhà này á, con nói thiệt, nhà của vợ chồng con mà làm như nhà nó vậy đó. Mày chửi tao phải không? Không phải, nhưng mà ví dụ như ba là ba vợ của con thì sao cũng được. Còn con Ngà nó là em, nó ở trong nhà nó phải biết. Con hỏi ba tiền điện bình thường con xài con 1 triệu mấy, nguyên một bên gia đình của ở 2 triệu mấy. Hôm bữa con mới nhắc khéo con nói là ừ Ngà ơi, tiền điện tháng này là 2 triệu 7 nha. Biết rồi, con bỏ đi. Ủa gì kỳ vậy trời. Thôi bây giờ vậy, vợ chồng nói chuyện lục đục là chuyện bình thường. Có gì từ từ để ba nói cho. Gì vậy? Gì vậy? Tay mày gãy hả? Dạ không có gì đâu. Mày bị cái gì? Trời ơi. Mày làm gì vậy? Con lấy cái đũa, phải là cái xà beng đánh mày đâu mày. Ba cứ để con bình thường, con ăn tự nhiên được rồi. Trời ơi ba ơi. Đây, đưa đây cho anh coi con làm cái gì mà tay chân mà run thấy ghê vậy. Không có gì. Trời ơi ba ơi, ba quýnh cái đũa mà thiệt á. Không phải. Ủa chứ không phải ba hả? Chứ này bị cái gì, tay bị cái gì? Bị gì á? Bé Ngà bấu con. Bấu cái gì? Bấu lúc giận quá mất khôn á, nên hai chồng vợ tao mà kiểu đó là. Ê, mày nói gì mày? Dạ, con xin lỗi. Có từ từ gì để tao giải quyết. Đúng rồi, không có được. Bản thân mình là đàn ông á anh.
mình phải nhường nhịn phụ nữ. Cho dù phụ nữ có quá đáng với mình cỡ nào chăng nữa, con là thương vợ là đúng. Nhưng mà cái gì với cái, có trên có dưới, có chồng có vợ. Nói về nhà chưa? Con đâu có biết đâu. Con báo đâu? Báo. Dạ. Ra đây bà biểu coi. Rồi. Gì? Ủa, chào anh ba, mới qua chơi hả? Anh mới qua. Chị ba về đâu? Con có biết đâu, chị ba đi từ sáng giờ mà. Thôi ngồi xuống dưới ăn một miếng cho nó ngon nè. Ôi, vậy tay anh bị gì vậy? Mày chị thì mày bóp tay kia đi. Vợ của nó. Quánh nó ra nông nổi này nè. Quánh nó đó. Gì vậy? Trời ơi, bởi con nói với ba thấy chưa? Cái chị đó là tính cọc cằn, không có ra chất con gái tí nào hết trơn á. Sao tính tao đàng hoàng mà đẻ toàn cúng đứa con gái này sao mà làm phiền không? Con nghe nói hồi đó đi học là nó bị bắt lên phường mấy lần thì có tội quýnh lộn rồi đó. Đi học là bị bắt lên ban giám hiệu. Bị bắt lên ban giám hiệu. Anh ba. Nhưng mà có chuyện gì đi nữa, anh cũng tha lỗi cho chị của em đi rồi dắt bà về bên nhà đi chứ ở bên đây lâu lắm rồi. Cái mục đích chính của anh qua đây là chỉ để muốn là thỉnh bà về thôi mà bây giờ cũng không được nữa nè. Bà cứ làm mình làm mẩy anh hoài. Thì có ba ở đây rồi, anh nói với ba một tiếng. Có người lớn đây em đừng có lo. Ba nói rồi anh nói nữa, rồi chị nói nữa là nó phải về thôi. Để nó về đây, rồi ba tính và giải quyết. Vợ chồng cãi lộn là chuyện bình thường, nhưng okay. Mà không được hổn. Ba. Vâng. Anh qua đây làm gì nữa vậy? Trời ơi, tính đi về. Gì vậy em? Tôi không có nhìn thấy mặt anh nữa. Ngồi xuống. Trong cái gia đình này tao là người có quyền quyết định nè. Nhà của tao. Anh gan ta. Không phải tại anh nóng quá, nó hổn quá em thấy không? Sao còn chưa đi về nữa? Thôi đi, mấy cô mấy cậu bây giờ lớn hết rồi, muốn làm gì làm hả? Ba à. Con à, mình có thể nói chuyện để tìm ra cái lẽ phải, nhưng không thể là dùng vũ lực với chồng mình được. Ba, có gì từ từ nói ba. Thôi con, để từ từ ba giải quyết. Anh đi về đi. Vậy quỳ xuống. Tại sao không phải quỳ chứ? Quỳ xuống cho tao. Ba, thôi, có gì. Chị làm gì vậy? Chị quá đáng quá nha. Anh đi về liền đi, anh làm cho gia đình tôi xạo xáo như vậy hả? Qua đây với anh. Anh ba, anh không có gì sai hết trơn hết. Hôm nay là ba phân xử đi chứ. Trời nghĩ sao mà đi đánh. Ngồi xuống đây. Quá rồi ha. Ha. Em làm nó sợ. Có thằng đàn ông nào đứng tướng hàng như nó không? Ngồi xuống. Nè, tôi cho cô đi làm diễn viên. Cô sống nhiều cái khuôn mặt đó là giả trên sân khấu, chứ cô không thể nào đem cái khuôn mặt là hỗn hào, coi chồng không ra gì, coi gia đình không ra gì đó, nghe chưa? Con hổn hả ba? Ba đã hỏi con là con với ảnh có chuyện gì chưa mà ba nói con hổn. Có bất cứ chuyện gì em là phụ nữ, anh thấy cái hành động của em như vậy là côn đồ. Để nó ba tính. Ba đã nói rồi, vợ chồng lục đục là chuyện bình thường. Nhưng mà không có chuyện mà vợ mà tán vô đầu cái vỏ sách như vậy. Chồng nào mà ngồi đó cho con tán cái vỏ sách vô đầu. Con tán cái đầu ảnh hồi nào? Con chưa bóp cổ anh là mai rồi đó. Trời ơi, chị làm cái gì vậy? Đi. Trời ơi, sao đối xử cho anh vậy nha? Trời ơi. Anh ơi. Nga, má con mất sớm, còn mấy cha con sống với nhau. Ba làm cái gì sai? Ba dạy dỗ con thiếu cái gì mà bây giờ con ra nông nổi này? Thằng chồng mình mà con tán con đánh như vậy, người ta nhìn vô rồi ta nói gia đình mình sao? Thưa ba, ba cho con xin phép vượt qua nói chuyện riêng với vợ con. Thôi với anh không có gì để nói hết đó. Đó, thấy chưa? Hai đứa nói chuyện đi. Để ba lên mà thắp nhang cho má tụi con. Thôi, đi hết vậy hả? Nè, anh trong phòng nè. Có chuyện gì gõ cửa ba cái thôi. Em cũng ghét chị luôn. Em không ngờ chị là con người như vậy luôn á. Đi về đi, đừng có ở chung phòng với em nữa. Nga, anh còn mặt mũi nào nhìn em nữa hả? Nếu mà anh có lỗi gì á thì em bỏ qua cho anh đi. Anh ở nhà bữa giờ không có em, anh nhớ em lắm. Em bỏ qua cho anh bao nhiêu lần rồi, đây đâu phải là lần đầu tiên đâu. Nếu mà sống với nhau không được á, ly hôn đi. Anh làm không được Nga ơi. Em cũng biết là anh thương em cỡ nào mà. Thương em hả? Ủa, ba, nó muốn qua chơi hả? Hai người làm lành rồi hả? Nè, có người đặt hoa tặng chị.
Ai vậy? Hoa của ai? Hoa này hoa của ai vậy em? Hỏi gì? Cho anh coi cái này được không? Không có coi gì hết đó. Đồ của tôi anh đừng có đụng vô. Anh coi anh biết ai tặng thôi mà. Chi? Anh biết coi nó có ông nào ông tặng á. Ông sao em? Em có biết đâu. Ông ra làm sao? Anh phải biết được cái người nào tặng hoa cho vợ anh nó ra làm sao chứ. Hả? Nó ra thì sao thì cũng đâu có liên quan với anh nữa. Tôi với anh sắp hết thành vợ chồng với nhau hết rồi. Hết thành cái gì? Bây giờ còn ngày nào sống với nhau, còn vợ chồng là vợ chồng với nhau. Nó tặng hoa cho em, nó xin phép anh chưa? Hả? Tại sao phải xin phép anh? Đây là hoa người ta tặng cho tôi mà. Tại sao không xin phép anh? Đã rồi, trên mặt báo là công khai rồi. Anh với em là vợ chồng. Nó muốn gì nó không có bước qua xác của anh chứ. Tôi không nói chuyện với anh nữa, anh đi về. Không nói chuyện được mà. Anh đi vậy? Em làm gì? Cái gì? Tao biết cái gì? Bắt lên tao. Đi lên phụ. Đi lên phụ. Vậy lại quýnh người ta nữa hả? Coi nè. Cái gì vậy? Thằng luôn là thằng nào? Tại sao tôi biết được? Thằng luôn là thằng nào? Khán giả thôi mà. Để tôi fan thôi chứ thằng nào tặng hoa cho nó mày cũng bóp cổ chứ mày giết nó nhiều lần lắm rồi. Tôi tức. Tôi ở nhà suốt ngày có đứa nào tặng hoa cho tôi không? Ra đường nó quay phim. Về xíu là có người tặng hoa. Ủa nhưng mà mày sao? Mày nói là vợ mày đã đánh mày mà sao tao thấy mày đánh vợ mày không vậy? Đã nói là bây giờ tức nước mở bờ. Là tôi không kìm được thì tôi dùng lên thôi. Thôi đi. Mọi người. Đi về đi. Bình tĩnh con. Bình tĩnh. Có ba ở đây. Không có gì hết. Mày vô đây ngồi. Gì nói vô? Anh nói hai đứa vô đây ngồi. Nó kêu thì vô đi. Thằng kia bà đây. Có tin con không ba? Mày ngồi cầu thang. Bà có tin con không? Bà tin con. Anh nói tôi đánh anh hả? Tôi đánh anh hồi nào? Mọi người nói là con ăn hiếp ảnh hả? Con ăn hiếp ảnh khi nào? Mọi người nhìn đi. Trời đất ơi. Bầm hết trơn rồi kìa ba ơi. Mỗi lần anh đi quay về, ai mà tặng quà cho con á là anh đánh con. Mỗi lần người ta gửi thiệp, người ta chúc mừng con, anh đánh con. Mà anh không cần biết lý do nó là như thế nào á. Tại sao không phải chịu đựng cái chuyện này? Con không có làm gì sai hết đó ba. Mày vô dám đánh chị tôi hả? Ê! Dám đánh chị tôi hả? Dám đánh chị tôi! Ây da! Thôi đi! Trời, ở trong nhà tôi mà có cái chuyện gì rồi sao tôi hưởng hết hả? Đi ba! Đi đi! Sao con khổ vậy ba ơi? Ba xin lỗi tụi con. Ba xin lỗi con gái của ba. Má con mất đi, chỉ còn mình ba bảo bọc tụi con. Mà ba lại gả con cho có Phường không ra gì. Không sao đâu, ba hiểu câu chuyện rồi. Ba.
Nếu tôi là một thằng không có học như cậu thì tôi sẽ tán cái ly này vô đầu cậu. Nhưng dù gì cậu cũng đã từng là con rể của tôi, nên trước khi tôi tán cái ly này vô đầu cậu thì cậu bước ra khỏi đây đi. Mở cửa. Đi đi. Chào cả nhà. Tưởng khóc nữa. Từ bữa nay các con cứ nhớ một điều, dù sau này có xảy ra chuyện gì thì các con vẫn là con của ba, và ba sẽ suốt đời bảo vệ các con. Và lời cuối cùng ba muốn nói, ba xin lỗi con. Mẹ ơi.